Everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì nay chúng ta đến với một con game Elora mà phiên bản này khác ha, và quà phi cũng khác luôn. Nhưng mà trước tiên thì vô phải chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Không biết bản này các bạn không chạy nhiệm vụ hay là có chạy nhiệm vụ đây. Tính ra đi một vòng các game thì quay lại đây thì chúng ta vẫn thấy nó an toàn ha. Nói chung nhìn nó sao ta, kiểu thân thuộc á anh em. Đi đâu quay trở lại là con này, tính ra là cái dòng game Elora này nó cũng gần được 1 năm tuổi rồi đó. Nó có mặt ở trên kênh của Heo là gần được 1 năm rồi đó anh em. Ok, đầu như là cuối năm rồi đó, cuối năm 2020 là nó đã được nhiều anh em săn đón về và mở ra, và năm nay là như là cũng tròn 1 năm của em nó rồi đó. Ghê hồn không? Giờ game ra cũng quá trời, năm nay Tết rồi cũng 2-3 game, nhưng mà Tết nhiều anh em ấy quá nên là cũng chưa có thời gian bảy để mở cái mấy con này nữa. Ok, bản này là cái bản cài cốt A-Sep rồi, chứ nó không phải cho bản siêu A-Sep ha. Và cái này chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ ha anh em, cũng nhanh nè. Nhưng nó còn đúng rồi, còn cái phó bản này rồi một cái phó bản nữa là xong rồi anh em. Xong cái này nữa là xong hướng dẫn đầu game, à là tới thông tin server chúng ta sẽ biết được quà hot nữa. Cái bản này không giống như mấy bản trước ha. Ok, lên level 6 ra ngoài để có hầm hư. Ok, chưa lên gì hết này hả, VIP được cái kiểu đó rồi, tướng cũng chưa có gì luôn. Ok, đây thông tin, đây là fanpage chính của game nè hả. Elora Red Việt hóa 99% open x 1, thời gian 14 giờ ngày 28 tháng 1 2022. Game chiến thuật thẻ bài cực hấp dẫn, phiên bản độc quyền tại Việt Nam 5.1.2, đủ các tướng và trang phục sexy, hoạt động in game cực kỳ hấp dẫn và nhiều ha. Tất cả đều có trong hoạt động nhóm, có đầy đủ trai xinh gái đẹp hoạt động hàng ngày tổ chức trong nhóm ha. Đây link tải game nè, nhóm Zalo nè, tham gia event like share comment để nhận quà. Quà tân thủ đã được gửi trong game hồi nãy nè. Vào game nhận được 1 triệu kim cương, 20.000 đá tiến thạch đi cấp á, A-Sep anh hùng 20 triệu A-Sep anh hùng, đá hừng tích 1.000, trang bị cam 3 sao ngẫu nhiên nhân 15, 100 triệu vàng, mảnh anh hùng 5 sao ngẫu nhiên 1.000, quà lái xe ngộ không 20 sao level 150, quy 10 triệu kim cương và VIP 10, thanh toán bằng ATM Momo, nạp lần đầu duy nhất 50k full VIP, tặng một bộ trang bị 5 sao 5 triệu kim cương, tỷ lệ nạp 10.000 bằng 200.000 kim cương ha. Rồi này duy nhất chỉ cái gói đầu thôi nha anh em, gói đầu 50k là được full VIP với 5 triệu một bộ trang bị 5 sao ha. Rồi các gói nạp nè, 100k chúng ta được 2 triệu kim cương, 5 tướng 5 sao tự chọn, 4 rương trang bị tự chọn, rồi 100 triệu quay xếp anh hùng vàng, 100 long vũ, 4 phù văn cầu vòng. Đó, đây là các gói nạp ha. 500k này gói cao nhất nè, 10 triệu kim cương, 1 tướng full sao tự chọn, 10 tướng 5 sao tự chọn, 1 tỷ vàng, 1 tỷ A-Sep anh hùng, 1.000 long vũ, 6 đá ma thuật,
45 đá tận hới, 45 đá anh hùng full đặc quyền, ghê hồn không? Đây đua top 7 ngày. Top 1 10 triệu kim cương, 1 tướng full sao tự chọn, 10 tướng 5 sao tự chọn, 1 tỷ vàng, 1 tỷ A-Sep Ninja. Top 2 nè, top 2 5 triệu kim cương, 1 tướng full sao tự chọn, 5 tướng 5 sao tự chọn, 500 triệu A-Sep anh hùng và 500 triệu vàng. Top 3 đến top 5 2 triệu kim cương, 10 tướng 10 tướng 10 sao tự chọn hả? 10 tướng 5 sao tự chọn, 200 triệu A-Sep anh hùng và 200 triệu vàng hả? Đó, linh tải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xin quà lái xe rồi xong quay lại hả? Ôi, nhanh quá anh em. Có rồi nè. Đây có VIP 10 rồi hả? Đây ngộ không 10 sao. Trời ơi, lâu lắm mới thấy hình em nó đó trời. Quá trời quá đất rồi anh em, ngộ không 10 sao, 10 triệu kim cương. Đây rồi. Đây A-Sep gì đây? Đồ á, A-Sep lên max level 150. Oh man, được gì nữa? Qua nạp luôn. Ngon lành. Hai 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 hai. Được nha, được nha. Đó, được quà nạp luôn. Lụm luôn quà nạp đầu nha. Đó, hưởng tích nạp. Rồi đây VIP mà. Tuy là không full VIP nhưng như vậy cũng là khá ngon rồi anh em. Đó. Tính ra là 11 triệu kim cương chúng ta được huy hả? Ngon nhất là con ngộ không 10 sao đấy. Vô là bây giờ ở lòng 20 sao. Vô là con đó bây giờ là chúng ta chỉ việc là lên level cho nó vào quẩy thôi chứ còn gì nữa đâu. Nè giờ đâu rồi. Đây ngộ không 20 sao. Đúng 20 không? Đúng rồi, ngộ không 20 sao. Rồi giờ chỉ việc là ngồi đây là nâng cấp lên cho nó nè. Đó. Lên đi con. Lên hẳn cánh cò bay luôn. Đó. Lên tít thò lò luôn nha. Đó, đó, đó. Lên đi, đó. Đó, rồi bây giờ vậy là lên max level 900 nữa là hôm ha. Đó, rảnh thì anh em cứ việc cho nó lên. Ở đây thì đây lấy bộ trang bị cam đi. Đó, được hai bộ hả? Tu cà na luôn cụ ơi. Đây đó. Đây là quà VIP hồi nãy nè. Đây quà VIP. Rồi 20 mảnh, 21 mảnh là 21 con à. Được có mấy con hệ ám à anh em. Không cần mấy con kia luôn. Đây, một mình con này vô nó gánh hết nữa. Đó, cái này là nâng max lên là anh em đi chắc farm phó bản coi bộ phê á. Em thấy là nó farm phó bản hơi bị trâu luôn á nha. Đó. Trời lâu lắm mới thấy là ngộ không á. Thiệt lâu lắm rồi em mới thấy là con tướng này anh em. Trời ơi. Thôi nâng hết cái này cho nó chắc hết giờ hết vốn luôn á. Để một mình ngộ không thôi là cần tim liền, không có nói nhiều. Đó, một hit một anh em. Trời ơi, không kịp mà cái cây ấy nó hồi sinh luôn. Đó. Đó, thấy không? Cái chỗ đánh quái mà nó không kịp hồi sinh luôn á. Đó. Oh man. Thế là chúng ta được full level rồi hả? Thế là bây giờ nó mở hết mấy cái chức năng rồi cũng ngon. Đây sự kiện năm mới. Quà ưu đãi. Ưu đãi có chỗ nào để quay tướng ngon không ta? Phúc lợi hả? Ok, điểm danh hẻ tháng. Ồ, hẻ tháng và hẻ tối thượng chúng ta được nhận free luôn hả? Ở đây gì đây? À không được hả? Hết hồn tôi tưởng tôi nhận được cái đó nữa chứ. Ok. Có vé triệu hồi tiên tri không ta? Ta có 10 vé hả? Ok, triệu hồi liền.
hết luôn nào. Chúng ta có 19 vé. Cái vé này đi mua được không ta? Tiệm vật phẩm. Vé triệu hồi tiên tri. Cái vé đó tên gì ta? À, cái cục màu cam cam tím tím này đó. Đây nó nè. Ok, ủa mà cái này nó có đâu có làm mới được đâu. Đậu phộng. Tôi tưởng là nó có làm mới anh em. Ăn rồi nó méo quá làm mới. Vừa ăn được 2 viên nữa rồi xong rồi, còn gì nữa đâu. Thám hiểm, đấu trường, tiệm yêu tinh nữa. Ủa tiệm yêu tinh có bán cái đá đó luôn hả ta? Đủ, ở đây có bán trang bị nè anh em, đó. Nhưng mà theo nghĩ là chúng ta nên mua bằng kim cương ha. Đừng đụng gì bằng vàng hết. Bởi vì vàng mà hết là khó tìm lắm. Ủa tiệm yêu tinh nó có bao giờ mà nó ra cái viên ngọc màu tím đâu ta? Không, tiệm yêu tinh không bao giờ ra những thứ đó. Có chứ cũng lâu lắm, hiếm lắm. Còn cái tiệm nào nữa? Tiệm hường hả? À tiệm hường. Trời má, tiệm này tiệm đấu trường chứ hường què gì. Đây đổi. Không đủ để mà đổi luôn. Trời ơi. Đây mua được một cái nè. Mua được nó không? Hết rồi. Rồi ok ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Thì này lâu lắm rồi chúng ta mới đến một cái phiên bản mà phi kiểu như vậy ha. Tính ra lâu lắm rồi đó, lâu lắm mà mới thấy lại con ngộ không mà ngộ không 20 sao luôn ha. Ok rồi, nhắc lại thông tin server chúng ta có con Elora việt hóa 99% open S1 vào 14 giờ ngày 28 tháng 1 ha. Gần Tết rồi em ơi. Đó, lái xe nhận max level 150, tướng ngộ không 20 sao luôn nha anh em. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đó, ngộ không này vô là spam phó bản là phê luôn. Đó.